Dạ, anh khách chào chú chị các bạn. Hôm nay mới về năm photo quý với một cây tàn thú quý thành phẩm để giao lưu cùng chú chị các bạn. Số điện thoại là 0932663661. Địa chỉ là quốc lộ 91B ngay chân cầu Giáo Dẫn. Đây là cây số 1. Lô này nặng quá nên để dưới đất không nghe cô chú. Này bao 200 km, xa hơn mà thương lượng. Đây cành đầy đủ chưa? Dạ, đây cành đầy đủ hết chứ. Này là phơm tàn đa. Này nó có cái mặt thẹo đây nè. Hồi xưa chú đây cắt nhưng không sao đâu chú. Chai hả? Chai chứ. Dạ. Này để bà quay không nổi nên cô chú thông cảm coi nha. Không được rõ không? Dạ, một thân một cốt chót đọt à. Rồi, thôi anh đi nghe. Này 49 à. Thôi xích xuống một tí nữa là 54 à. Đường kính bầu là 78 à. Thoát thân của nó là 90 à. Chiều cao 1m8 à. Mã số 1 giao lưu với cô chú giá 10.800.000 à. Bao 200 km à. Xa hơn mình thương lượng à. Mã số 2 à. Mã số 2 chiều cao 1m45 ạ. Dạ, tay cành có điều ạ. Gót cây. Hoành 37 ạ. Đường kính bầu 60. Này mã số 2 ạ. Dạ, mã số 2 này con bao ship toàn quốc ạ. Mã số 2 giao lưu với cô chú giá 3 triệu ạ. Mã số 3. Cây này lực ha, ngoài cây này lực cây nhưng mà cây này có cái bị lỗi nghe cô chú. Là đây nó có bị lửa đây nè. Dạ, nó lửa mà nó ra kéo da qua rồi nó khiếp lại rồi nè. Đó, sâu vô nè, nhiều đó. Nhưng mà ngay này chi tàn đều đẹp lực. Dạ, đấy thế chai đều nha cô chú. Bốn mươi tám hoành rồi, 48. Chiều cao 1,5 m ạ. Chi 1 nó là 19 nghe cô chú. Đường kính bầu là 80 ạ. Tay canh lực. Mã số 3 này giao lưu với cô chú giá 9,5 triệu ạ. Bao ship 200 km. Mã số 4 ạ. Dạ. Đế cây này đế chạy đều đẹp nghe chốn lực lắm. Đế bằng cầm tay vậy á. Đế đều lực luôn. Dạ lực. Cộng đế nó bằng cầm tay em vậy á.
53 hoành ạ. Dạ 53 hoành. Đường kính bầu là 75. Chiều cao 1m8 ạ. Mã số 4 thì giao lưu với cô chú giá 10.500.000 ạ. Mã số 5 ạ. Mã số 5. Cây này đế cũng chạy đều cho nghe cô chú. Hoành. Đường kính bầu 82. Chiều cao 1m35. Mã số 5 này giao lưu với cô chú giá 9 triệu ạ. Bao 200 km xa hơn mình thương lượng ạ. Dạ. Mã số 6 là cây tứ quý tàng ạ. Cây này cũng bao 200 km luôn cô chú. Tán ngang cây này khoảng 3 m ạ. Chiều cao khoảng 2,5 m ạ. Chiều cao 2,5 m. Dạ. Cao hơn chứ. Chiều cao khoảng 3 m luôn nghe cô chú. Dạ. Cây này là nãy là gà em bán rồi thì ông anh đó ông dàn tọc xong rồi cái sau điện thoại anh kêu bán lại nên lên bồn lại luôn á tán vợ. Năm mươi hoành. Cái bồn của nó hiện tại là 1 m. Bồn lớn ha. Dạ. Tàn tròn đều ha. Dạ tàn tròn đều. Này là phơm tàn dù. Này có quán cà phê hay chi để lên chích mát. Để đi dù. Dạ, cây này bao 200 km giao lưu của chú anh chị giá 15 triệu ạ. Bao 200 km thằng cô chú. Dạ, cây này là cây cuối ạ. Cuối clip kính chúc cô chú thật nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn cô chú đã ủng hộ ạ. Kính chào cô chú ạ.